chào mọi người. Hôm nay là một ngày cuối tuần thì Đức cùng gia đình xuống khách sạn dưới Cửa Lò để nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện cùng đội tuyển mệt nhọc. Xin giới thiệu với mọi người, đây là khách sạn của gia đình mình. Và bây giờ xin mời mọi người theo chân vợ chồng mình cùng tham quan khách sạn nhé. Khách sạn của vợ chồng Đức thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh và có 5 tầng và 20 phòng. Phòng thì phù hợp cho gia đình và người đi du lịch. Ok, thì bây giờ thì mời mọi người theo chân vợ chồng Đức lên tham quan phòng vợ chồng và xem một gì đặc biệt. Tất cả nội thất trong căn phòng này thì đều là do vợ chồng Đức chọn cả. Và bây giờ có một điều đặc biệt nữa thì mời mọi người hãy cùng theo dõi. Đối với mình, điều quan trọng nhất ở trong phòng ngủ đấy chính là thiết bị nhà vệ sinh. Và mình đã tin tưởng sử dụng inox cho toàn bộ thiết bị nhà vệ sinh của khách sạn mình. Và đây là bồn cầu một khối, thiết kế nhỏ gọn xinh xắn, công nghệ Aqua Ceramic khử mùi hôi rất tốt ạ. Và đây là vòi rửa tay mạ chrome có độ bền rất là tốt và chống rỉ nước ạ. Và đây là vòi sen inox được trang bị công nghệ hiện đại chống rỉ rét, có tia nước cực lớn và tắm rất sảng khoái. Đây là tầng thượng của khách sạn nhà Đức. Đây là nơi yêu thích nhất của Đức. Đây là nơi tụ tập cho mọi người có thể ăn uống ở trên này, cũng là nhìn được ra biển luôn. Và vừa rồi thì vợ chồng mình đã dẫn các bạn đi một vòng khách sạn của vợ chồng mình. Nếu có dịp vào Cửa Lò thì mời các bạn ghé thăm khách sạn của mình để cùng trải nghiệm nhé. Gia đình Đức Linh xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.